Chào mừng bạn đang xem tại kênh Kỳ Quy Truyện, mời bạn xem tập tiếp theo bộ truyện Nguyên Tôn, tập 178, đàm phán thất bại, đánh bại Liễu Thanh Thục, Triệu Vân tiêu chúc, bạn xem video vui vẻ, xin ủng hộ một nút like, ấn vào đăng ký kênh để nhận thông báo nhiều video mới. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Khi Chu Nguyên cảm nhận được tầng màng ngăn của tầng thần phủ thứ 9 của mình bị tan đi một phần, thì dù cho có là người trầm ổn như hắn thì cũng không nhịn được đứng ngây người tại chỗ, trong mắt lộ ra hẻ mừng như điên, hắn cũng không ngờ tới rằng nguyên châu hạch tâm của vẫn lạc yêu ảnh lại có thể có hiệu quả kỳ diệu nhường này quả nhiên là buồn ngủ mà gặp chiếu manh chu nguyên không nhịn được nở nụ cười lúc trước hắn còn đang đau đầu không biết là làm thế nào để rèn luyện được tầng màng ngăn của tâm thần phủ thứ chín kia đi đây thế mà bây giờ liền đã có nguyên châu hạch tâm xuất hiện mặc dù vật này không có tác dụng một lần mở ra một tầng thần phủ như thần phủ vô lượng quả nhưng hiển nhiên là nó cũng không bị hạn chế số lần sử dụng nói cách khác chỉ cần lấy được đủ nhiều thì hoàn toàn có thể nhờ nó để phá tan mảng ngăn của tầng thần phủ thứ 9. Trong lúc Chu Nguyên đang ngây người, 20 đội viên Thiên Uyên vực bị vây trong xoáy nước trước đó cũng nhờ vào vẫn lạc độ ảnh bị tiêu diệt mà thoát ra, lúc này đều thất tha thất thẻo leo lên, từng người trắng bạch cả mặt. Mấy người khác thấy vậy vội vàng đi lên đỡ bọn họ, Chu Nguyên cúi đầu nhìn hồ nước phía dưới, Kỳ sương mù dần tiêu tan đi, nước hồ trở nên trong suốt, hắn đã có thể nhìn thấy từng luồng linh cơ sáng chói đang uốn lượn trong nước hồ, tự như từng con cá đang bơi. Chu Nguyên ngẩng đầu, nói với mấy người y thu thủy chuẩn bị thu thập linh cơ mọi người lập tức hoan hô lên ngay sau đó đều không kịp chờ đợi lao đầu xuống nước chu nguyên thì lướt lên trên gò núi gọi thương tiểu linh tới nói tiếp sau đây tăng số người do thám lên gấp đôi nếu phát hiện tung tích của vẫn lạc yêu ảnh thì lập tức báo cáo cho ta nếu đã biết tác dụng to lớn của vẫn lạc yêu ảnh đương nhiên là chu nguyên phải tận dụng cơ hội tìm kiếm nó càng nhiều càng tốt rồi thậm chí lúc này trong mắt hắn vẫn lạc yêu ảnh còn có lực hấp dẫn hơn cả linh cơ thương tiểu linh nghe vậy gật đầu lập tức quay người đi làm, lại trải qua một canh giờ, dưới sự hợp lực của tất cả mọi người, linh cơ trong hồ đã bị thu thập sạch sẽ, tất cả mọi người đều vui mừng hớn hở, cảm xúc xa sút buồn bực do bị Triệu Mục Thần truy đuổi lúc trước cũng đã tan đi, sau khi đã thu hoạch xong, Chu Nguyên lại phái tất cả mọi người ra tìm kiếm trong tòa tiểu không gian này, còn bản thân hắn thì chờ ở tại chỗ xử lý tin tức. Thế là, trong suốt hai ngày sau đó, đội ngũ của Chu Nguyên đã tìm kiếm hầu như hết thảy tòa tiểu không gian này, cuối cùng tìm ra được bốn chỗ có linh cơ thịnh vượng, tổng cộng thu được hơn 200 sợi linh cơ. Ngoại trừ linh cơ, thứ mà Chu Nguyên quan tâm nhất bây giờ, vẫn lạc yêu ảnh, cũng bị tìm ra hai con. Thế là Chu Nguyên lại thu được thêm hai viên vẫn lạc nguyên châu, khiến cho tầng màng ngăn của tầng thần phủ thứ 9 lại tan rã thêm một chút. Tốc độ tan rã thế này còn nhanh hơn rất nhiều so với việc Chu Nguyên dùng nguyên khí tự thân bảo mòn. Đây là một tin tức tốt khiến cho tâm tình hai ngày nay của Chu Nguyên rất không tệ. Thế là sau khi đã vơ vét xong tòa tiểu không gian này, đến sáng ngày thứ ba, chu nguyên dẫn theo đội ngũ đi tới một chỗ có khai hở không gian nối đuôi nhau rời đi đội ngũ của chu nguyên lại tới một tòa tiểu không gian mới nơi đây được bao phủ trong cuồng phong gió lốc hoàn cảnh cực kỳ ác liệt chu nguyên đứng trên một đỉnh núi trụi lùi hai mắt ngắm nhìn phương xa cảm ứng nồng độ nguyên khí trong thiên địa lông mày hơi hơi nhăn lại nói không ngờ nguyên khí trong tòa tiểu không gian này còn đậm đặc hơn so với hai tòa tiểu không gian lúc trước y thu thủy đứng ở bên cạnh nghe vậy thì gật nhẹ đầu nói đồng nghĩa với việc tòa tiểu không gian này càng thêm nguy hiểm hơn nữa xác suất gặp phải các đội ngũ khác cũng cao hơn chu nguyên trầm ngâm một lúc nhìn về phía đám người thương tiểu linh nói phái ra các đội trinh sát dò xét cẩn thận xung quanh nếu vô tình gặp phải các đội ngũ khác thì cố gắng dò la rõ ràng thân phận cùng thực lực của bọn hắn thương tiểu linh nhận lệnh sau đó nhanh chóng chọn ra chừng trăm người chia ra làm nhiều nhóm bay về bốn phương tám hướng chu nguyên thì ra lệnh cho những người ở lại tiến hành đề phòng bởi vì hắn cho rằng khả năng cao là trong tòa tiểu không gian này sẽ có các đội ngũ khác nếu như đối phương có địch ý với mình thì hai bên khó tránh khỏi một trận đại chiến đội ngũ của triệu mục thần là ngoại lệ nếu gặp phải thì tạm thời chỉ có nước rút lui nghĩ tới đây chu nguyên không khỏi có chút bất đắc dĩ có thể nói đã lâu rồi hắn chưa phải chịu cảm giác bị áp chế này nhưng cũng coi như đây là động lực khích lệ hắn mau chóng tiến lên đoàn người chu nguyên chờ ở tại chỗ hơn một canh giờ sau đó liền thấy có mười mấy người bay nhanh mà tới dẫn đầu chính là thương tiểu linh còn chưa đến nơi đã có thể nhìn thấy nét mặt ngưng trọng của thương tiểu linh chu nguyên vung tay áo lên đội ngũ cảnh giới lập tức lên tinh thần tập trung phòng thủ thương tiểu linh dẫn đội hạ xuống lập tức đi tới trước mặt chu nguyên nói đúng là trong tòa tiểu không gian này còn có các đội ngũ khác tổng cộng có hai nhóm trong đó một nhóm là của vạn tổ vực do liễu thanh thục dẫn đội một cái khác là của võ thần vực do triệu vân tiêu dẫn đội liễu thanh thục triệu vân tiêu chu nguyên nhắc lại hai cái tên này đặc biệt là cái tên thứ hai khiến cho trên mặt hắn hiện lên vẻ cổ quái bởi vì cái tên này cũng khá có ấn tượng trong ký ức chu nguyên còn nhớ hồi còn ở đô thành đại võ khi chu nguyên gặp võ giao lần đầu tiên thì chính tên triệu vân tiêu này đã ra tay đánh lén hắn giữa hai bên cũng coi như là có chút ẩn oán về phần liễu thanh thục thì chu nguyên cũng có biết đến danh tiếng cũng không nhỏ xếp hạng trên thần phủ bảng cũng không thấp xem ra chúng ta rất có duyên với người vạn tổ vực đây chu nguyên cười cười đội ngũ của họ mới tiến vào ba tòa tiểu không gian mà thôi thế mà trong đó có hai cái thì đều gặp người của vạn tổ vực thương tiểu linh nói chính xác chúng ta đã bị đội ngũ của đối phương phát hiện Nói tới đây, nàng hơi chần chờ một lúc nói, hai người Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu kia cũng phái người truyền tin cho chúng ta, nói rằng yêu cầu tổng các chủ đến gặp mặt, để thương lượng việc phân phối linh cơ trong tòa tiểu không gian này, Chu Nguyên nghe vậy thì nói, nếu người ta đã mời, vậy chúng ta cứ đi thôi, xem bọn hắn muốn nói cái gì, Y Thu thủy lo lắng nói, liệu có phải là cái bẫy hay không, mọi người cứ việc đề phòng bốn phía, còn ta sẽ đối phó với hai người kia là được. Nói tới đây, Chu Nguyên cười cười, Mặc dù thực lực hai người Liễu Thanh Thục cùng Triệu Vân Tiêu cũng không yếu, nhưng nếu bọn hắn muốn dựa vào đó mà uy hiếp ta thì quả là ngây thơ. Bây giờ trong vẫn lạc trị uyên này, nếu không tính tới thực lực tổng hợp của toàn đội ngũ, chỉ xét thực lực cá nhân thì cũng chỉ có vài người xếp đầu của thần phủ bảng là có thể khiến cho Trung Nguyên phải kiêng kỵ. Tối thiểu nhất, Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu không tại trong nhóm người này. Sau khi quyết định, Trung Nguyên cũng không chờ thêm nữa, vung tay áo lên liền dẫn đầu phóng lên trời. Đội ngũ thiên biên vực cũng theo sát đằng sau. Sau nửa canh giờ, Chu Nguyên dừng lại, nhìn về phía trước, chỉ thấy có liên miên gò gúi giấu trong gió lốc, mà trên một gò núi cao nhất có hai bóng người như ẩn như hiện, ngay bên dưới chân gò núi này còn có hai đội ngũ có quy mô chừng mấy trăm người đang chờ đợi. Chu Nguyên ra hiệu cho đám người y Thu Thủy đang theo sau tạm dừng lại, sau đó bản thân hắn thì ra tốc, qua mười mấy hơi thở đã bay tới chỗ gò núi kia, chờ hắn hạ xuống, hai người trên gò núi cũng đồng loạt nhìn tới, Chu Nguyên cũng liếc mắt nhìn lại, Liếu Thanh Thục của Vạn Tổ vực đúng là một vị mỹ nhân kiều bị, dung nhan có vẻ đơn thuần nhưng cặp mắt lại mang theo nét mị hoặc chỉ là ánh mắt của cô ả à khi nhìn chu nguyên lại mang theo vẻ ngạo nghễ chẳng thèm che giấu chu nguyên nhìn sang triệu vân tiêu lúc này kẻ này cũng đang cười híp mắt nhìn hắn ánh mắt còn mang theo vẻ trêu tức chật chật chu nguyên thật không ngờ đấy chỉ qua mấy năm thôi mà ngươi đã lăn lộn được thành tổng các chủ của thiên uyên vực rồi triệu vân tiêu cười nói mà kể ra người cũng rất biết chọn chỗ đấy chứ lời của triệu vân tiêu nghe thì có vẻ là đang tán thưởng nhưng thực tế ra lại đang châm chọc chu nguyên ngụ ý rằng nếu chu nguyên mà vào trong tám vực khác thì chỉ sợ là sẽ chẳng có được địa vị gì chu nguyên nhìn hắn thản nhiên nói chỉ là một con chuột thích đánh lén mà thôi lúc trước ta vừa mới đột phá lên thần phủ cảnh người đánh lén còn chẳng làm gì được ta bây giờ xem ra cũng chẳng có tiến bộ là mấy ánh mắt triệu vân tiêu lập tức lạnh lẽo nói khẩu khí ngông cuồng liêu thanh thục đứng ở một bên thấy hai người này bắt đầu tranh cãi thế là khoát tay áo nói ân oán hai người gác lại sau rồi giải quyết còn mục đích hôm nay của chúng ta là bàn xem nên phân phối linh cơ của tòa tiểu không gian này thế nào chu nguyên chuyển mắt nhìn qua liễu thanh thục nói phân chia thế nào liễu thanh thục mỉm cười nói chúng ta tới sớm hơn nên đã kịp dò xét toàn bộ tòa tiểu không gian này tổng cộng phát hiện được 9 khu vực sinh ra linh cơ trải qua thảo luận vạn tổ vực chúng ta sẽ nhận 4 khu vực võ thần vực thì nhận 3 khu vực còn lại hai khu vực là thuộc về thiên uyên vực các ngươi giọng nói liễu thanh thục bình thản nghe như đang thảo luận nhưng ngữ khí lại quả quyết không cho thay đổi Triệu Vân Tiêu nghe vậy cũng gật gật đầu, ánh mắt tự cười mà không phải cười nhìn Chu Nguyên. Liễu Thanh Thục nhìn qua Chu Nguyên, nở nụ cười tự cho là ngọt ngào, nói, tổng các chủ Chu Nguyên này, ta phân chia như vậy là có chút thiệt thòi cho thiên uyên vực, nhưng dù sao giữa ba bên cũng là có thứ tự tới trước tới sau, mọi người cứ thu hoạch trong hòa bình, tội gì phải chém chém giết giết, tổn thương hai bên đều không tốt, đúng không? Mặc dù dáng cười của cô ta có chút ngọt, nhưng trong ngôn từ lại mang theo ý nhắc nhở cũng uy hiếp, Chu Nguyên cười gật gật đầu, nói, ta hiểu nghe chu nguyên nói vậy trong mắt liễu thanh tục hiện lên vẻ khinh miệt nhưng bất chợt nét cười trên gương mặt chu nguyên lại đột nhiên thù lại hắn thản nhiên nói nhưng đáng tiếc là bản thân ta là người thô cạch chỉ thích chém chém giết giết thế nên ta muốn toàn bộ chín khu vực sinh ra lịch cờ này về phần các ngươi ngay cả một cọng lông cũng không có các ngươi ngay cả một cọng lông cũng không có được khi chu nguyên bình thản nói ra câu này thì sắc mặt của liễu thanh thục cùng triệu vân tiêu đều đồng thời biến đổi đặc biệt là liễu thanh thục lông mày nhướng lên gương mặt lạnh lẽo, cô ta vốn là thiên kiêu của vạn tổ vực, tuy rằng xếp hạng trên thần phủ bảng cũng không cao như Chu Nguyên hay Triệu Vân Tiêu, nhưng dù sao cũng được coi là hòn ngọc quý của vạn tổ vực, ngày thường luôn được nghe ca ngợi chiều chuộng, dù cho là Triệu Mục Thần thì cũng đối xử nói năng với cô ta rất hòa nhã ôn nhu, thế nên từ lúc mới bắt đầu, khi nói chuyện với Chu Nguyên, cô ta vẫn luôn mang theo tâm tính từ trên cao nhìn xuống. Cô ta cho rằng, với thân phận như bây giờ của mình mà có thể nói chuyện nhẹ nhàng với Chu Nguyên như vậy là đã nền mặt hắn lắm rồi. Thế mà cô ta lại không ngờ tới, dẫu vậy mà Chu Nguyên lại dám không nể mặt mình, thậm chí còn nói ra những lời thô lỗ như vậy trước mặt mình, quả thực là quá không biết điều. Đôi mắt đẹp mang theo vẻ lạnh lẽo của Liễu Thanh Thục nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói: "Tổng các chủ Chu Nguyên lớn gan thật, trong mấy năm gần đây, chỉ có ngươi là kẻ đầu tiên dám nói năng thô lỗ với vạn tổ vực ta như vậy thôi đấy." Cô ả à, Liễu Thanh Thục này cũng rất nham hiểm, rõ ràng Chu Nguyên chỉ nói với chính cô ta, nhưng giờ qua lời cô ta nói lại thành Chu Nguyên có thái độ khinh thường vạn tổ vực chỉ cần cô ta đem lời này truyền đi thì toàn bộ người của vạn tổ vực đều sẽ mang theo địch ý đối xử với chu nguyên liễu thanh thục cười lại nói về sau nếu gặp được triệu sư huynh thì ta cũng sẽ đem những lời ngươi nói này nói cho huynh ấy biết đây là đang lợi dụng uy danh của triệu mục thần để uy hiếp chu nguyên nhưng mà chu nguyên nghe vậy lại chỉ cười cười triệu mục thần ấy à thế thì khỏi cần dù sao ân oán giữa chúng ta cũng đã nảy sinh sẵn rồi trong tòa tiểu không gian thứ nhất ta đã đụng phải hắn đúng là rất lợi hại nghe chu nguyên nói vậy liễu thanh thục cùng triệu vân tiêu đều giật mình không ngờ chu nguyên lại gặp triệu mục thần ngay trong tòa tiểu không gian đầu tiên vậy vì sao hắn vẫn còn có thể xuất hiện ở đây chẳng lẽ hắn thoát được từ trong tay triệu mục thần hơn nữa nhìn đội ngũ do hắn mang tới thì có vẻ cũng chẳng có tổn thất mấy mà liễu thanh thục bĩu môi nói nói quàng nói xiên chắc cái vị trí tổng các chủ này của ngươi cũng là nhờ vào nói bậy mà có được à chứ nếu thật gặp phải đại sư huynh thì cỡ ngươi còn lâu mới thoát được khỏi lòng bàn tay của huynh ấy trong lòng liễu thanh thục vẫn luôn coi triệu mục thần là nhân vật vô địch đương thời mà chu nguyên thì sao hơn một năm trước vẫn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi tuy rằng nhiều người đều nói chu nguyên là ngôi sao mới nổi của hỗn nguyên thiên nhưng ở trong suy nghĩ của liễu thanh thục thì trong mấy năm gần đây cũng đâu thiếu những nhân tài kiệt xuất mới nổi nhưng cuối cùng khi những người được coi là thiên tài này đối mặt với triệu mục thần thì cũng chỉ có nước trở thành đá đặt chân khiến cho danh vọng của triệu mục thần càng thêm vang dội mà thôi thế nên bây giờ nghe thấy chu nguyên nói hắn gặp phải triệu mục thần hơn nữa còn thoát khỏi sự truy đuổi của huynh ấy, thì Liễu Thanh Thục chẳng thèm tin một chữ nào, Triệu Vân Tiêu ở một bên cũng cười cười, nói: "Xem ra thủ đoạn của ngươi cũng không ít đâu, lại đi dùng lại biện pháp này để tăng thêm thể diện cho mình à, thật sự là quá ngây thơ rồi." Liễu Thanh Thục cũng lắc đầu, giọng nói lạnh lùng, nói: "Chu Nguyên, ta cũng không có hứng thú ở đây đùa chơi với ngươi, nếu ngươi đã không đồng ý với kết quả thương nghị của chúng ta, vậy thì hãy mang theo đội ngũ của mình mà cút ra khỏi tòa tiểu không gian này đi." Chu Nguyên nhìn hai người tựa như đang nhìn hai kẻ ngu si nói cút đi các ngươi cho rằng mình là triệu mục thần đấy à nghe thấy ý diễu cợt trong lời nói của chu nguyên nét lạnh lùng trên gương mặt liễu thanh thục lại càng đậm hơn nói nghe ngươi nói như vậy là muốn động tay động chân rồi hả triệu vân tiêu cũng cười hít mắt nói tuy rằng tổng các chủ chu nguyên ngươi dẫn theo người đều là tinh nhuệ của thiên uyên vực nhưng nếu ngươi đã muốn làm loạn vậy chúng ta cũng chỉ còn cách liên hợp lại một phen dạy cho tổng các chủ ngươi biết thế nào là quy củ còn chưa nói xong thân hình triệu vân tiêu đã lóe lên xuất hiện ở đằng sau Chu Nguyên, ngăn lại đường lưu của hắn. Cùng lúc đó, hai người Triệu Vân Tiêu cùng Liễu Thanh Thục cũng liếc nhau, đồng thời vung tay lên. Oanh, thấy tín hiệu của hai người, chỉ thấy hai đội ngũ đang chờ dưới chân núi lập tức bùng phát, nguyên khí bảng bạc phóng lên tận trời, chỉ trong nháy mắt, hơn ngàn bóng người đã bay lên, rơi vào phía trên gò núi, ngăn cản đội ngũ Thiên Nguyên vực ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Y Thu Thủy cũng nhận ra có biến cố đã xảy ra, lập tức phát tin, đám người Thiên Nguyên vực cũng bộc phát ra nguyên khí ngập trời, xông lên rằng co cùng hai đội ngũ kia xem ra đàm phán không thành công rồi thương tiểu linh nghiêm túc nói y thu thủy gật đầu nói bắt đầu dựa theo kế hoạch làm việc lúc trước khi trên đường đi tới nơi đây chu nguyên cũng đã tính tới khả năng này thế nên cũng đã có đối sách đối phó một khí khai chiến thật sự phải triệt để bộc phát nguyên khí hay sao thương tiểu linh hơi do so dự hỏi lại bởi vì hoàn cảnh trong vẫn lạc chi uyên quá ác liệt việc khôi phục nguyên khí bị tiêu hao gặp nhiều khó khăn thế nên trước đó đám người thương tiểu linh vẫn luôn dùng nguyên khí rất tiết kiệm nhưng theo như kế hoạch của Chu Nguyên thì bọn họ lại cần thi triển toàn bộ nguyên khí của mình. Nhưng nếu thật làm như thế, mặc dù sức chiến đấu sẽ mạnh hơn, nhưng nguyên khí tiêu hao nhanh chóng thì làm sao bây giờ? Chưa kể có thể thắng nổi hai đội ngũ của kẻ địch hay không. Dù có thắng, nhưng về sau sẽ phải mất rất nhiều thời gian để có thể khôi phục lại, ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ tìm kiếm linh cơ. Y Thu Thủy trầm ngâm một lúc nói, cứ dựa theo mệnh lệnh của tổng các chủ mà làm đi, phải qua cửa ải trước mắt thì mới có thể lo cho về sau. Thương Tiểu Linh nghe vậy cũng không nói thêm lời, cấp tốc ban bố mệnh lệnh xuống phía dưới thế là ba đội ngũ giằng co trên dãy núi nguyên khí càn quét bốn xung quanh trên gò núi chu nguyên cũng phát hiện sự giằng co của đội ngũ phía sau hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua triệu vân tiêu lại nhìn liễu thanh thục cười nói đây là dự định hai đánh một đấy à liễu thanh thục mỉm cười nói dù sao tổng các chủ chu nguyên cũng là nhân vật số một của thần phủ cảnh của thiên liên vực chúng ta cẩn thận như vậy là chuyện đương nhiên không phải à xem ra cô ả này cũng rất tỉnh táo mặc dù biểu hiện ra thái độ khinh thị đối với thân phận của Chu Nguyên, nhưng lúc ra tay lại không chủ quan lơ là chút nào, quả nhiên, nữ nhân càng xinh đẹp thì lại càng nguy hiểm, Chu Nguyên vẫn rất bình thản, hỏi lại, đây chính là lựa chọn cuối cùng của các ngươi à, Triệu Phân Tiêu cười lạnh một tiếng, nói, Chu Nguyên, đến lúc này mà ngươi còn giả bộ cao thủ làm gì nữa, chẳng lẽ cho rằng cái xếp hạng thứ 9 rắc rưởi kia của ngươi sẽ dọa được chúng ta đấy à, lần trước ta còn chưa có cơ hội đập chết ngươi, nhưng hôm nay lại có cơ hội thử một lần nữa rồi thực ra kể từ khi biết tổng các chủ của thiên uyên vực lại là chu nguyên thì trong lòng triệu vân tiêu đã sớm lố kỵ ghen ghét rồi bởi vì dù cho thiên uyên vực đã xuống dốc từ lâu nhưng dù sao cũng vẫn là một trong cầu vực mà chu nguyên lại trở thành nhân vật đứng đầu của thế hệ trẻ tuổi thiên uyên vực tức là thân phận địa vị đã sáng ngang với võ giao rồi đây là thứ mà dù triệu vân tiêu có phấn đấu nhiều năm cũng không thể đạt được càng đáng giận hơn chính là một tên nhà quê mà hắn từng coi thường lại có thể làm được điều đó anh thế là trong nháy mắt khi âm thanh vừa dứt nguyên khí bảng bạc từ trong cơ thể triệu vân tiêu đã phóng lên tận trời nguyên khí chiếu rọi hư không hiện ra vô số tinh thể nguyên khí đếm sơ qua có trường hơn 33 triệu viên nội tình nguyên khí mạnh mẽ như vậy đã vượt qua nhiều so với đám người lâu hải rồi bởi vậy cũng có thể thấy được những thiên kiêu của võ thần vực này đã ẩn giấu đi nhiều thực lực tới cỡ nào mà sự ẩn giấu này cũng là vì muốn bất ngờ thể hiện trong đại hội cầu vực này một tiếng hót làm vạn người kinh ngạc cảm nhận luồng nguyên khí bằng bạc trong cơ thể kia trong nội tâm triệu vân tiêu phun trào tự tin mãnh liệt ánh mắt hắn trở nên bễ nghẽ, tiếng quát vang vọng. Chu Nguyên, nếu ngươi đã không biết điều, vậy hôm nay ta cũng chỉ có thể dạy cho ngươi một bài học, để ngươi hiểu bản thân vốn không có tư cách nói điều kiện gì với chúng ta. Cho chút mặt mũi mà lại không cần, đã vậy thì cũng đừng trách ta dẫm cái mặt mũi này của ngươi vào trong mùa đất. ba anh, 33 triệu viên tinh thể nguyên khí chiếu dọi hư không, khiến cho khí thế triệu phân tiêu càng thêm sắc bén. Hơn nữa đây còn chưa phải là kết thúc, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cười lạnh nói. Chu Nguyên, Ta biết Thiên Nguyên vực các ngươi có tứ linh quy nguyên văn, nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng các vực khác không có bí pháp tương tự như vậy à? Hiện tại ta sẽ cho ngươi thấy, rốt cuộc thì những tên được gọi là thiên kiêu mà ngươi đã từng đánh bại kia yếu kém đến mức nào so với các thiên kiêu chân chính của bát vực chúng ta. Trong chớp mắt khi tiếng quát vang lên, hai tay Triệu Vân Tiêu đã biến ảo ấn pháp, hóa thành vô số tàn ảnh, võ thần chú, tiếng quát chói tai vang vọng, chỉ thấy một luồng ba động quỷ dị bộc phát ra từ trên người Triệu Vân Tiêu, ngay sau đó trên làn da của hắn bắt đầu nổi lên những ấn chú kỳ dị tổng cộng có bốn đạo chú ấn cứ mỗi một đạo chú ấn hiện lên thì số lượng tinh thể nguyên khí trong cơ thể triệu vân tiêu lại tăng lên thêm 3 triệu viên bốn đạo cùng xuất hiện nguyên khí trong cơ thể triệu vân tiêu đã tăng vọt tới 45 triệu viên nhìn thấy cảnh này chu nguyên vốn vẫn luôn bình thản từ đầu đến giờ cũng không khỏi hơi giật mình xem ra cái được gọi là võ thần chú này cũng có tác dụng như bốn đạo nguyên văn là một loại bí pháp có thể tạm thời tăng cường nội tình nguyên khí có thể nói võ thần chú này không hề kém cỏi hơn so với tứ linh quy nguyên văn đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi chu nguyên đi vào nơi hỗn nguyên thiên này nhìn thấy bí pháp cường đại giống như của thiên nguyên vực như vậy cử vực quả là danh bất hư truyền nhìn thấy ánh mắt của chu nguyên triệu phân tiêu cười lạnh một tiếng nói võ thần chú có tới năm đạo chú ấn mà ta chỉ mới luyện thành bốn đạo mà thôi nhưng nếu ngươi gặp phải sư muội võ giao thì nàng ấy sẽ cho ngươi được mở mang kiến thức xem xem võ thần chú hoàn chỉnh là mạnh tới mức độ nào chu nguyên nghe vậy thì vẫn rất bình thản trong lòng thì tính toán qua nếu như coi mỗi đạo chú ấn của phó thần chú có thể khiến cho số lượng tinh thể nguyên khí của tự thân tăng lên thêm 3 triệu viên như vậy tất cả năm đạo thì sẽ tăng 15 triệu viên nói theo một ý nghĩa nào đó thì mức tăng này đã mạnh hơn một chút so với tứ linh quy nguyên văn rồi đương nhiên tính toán như vậy là không tính tới việc mở ra hình thái thứ hai của tứ linh quy nguyên văn tứ linh quy nguyên đồ chỉ là đến cấp độ như mấy người chu nguyên thì tranh lệch một hai triệu nguyên khí đã không mang lại ưu thế quá lớn nữa rồi cũng có nghĩa là nếu bây giờ chu nguyên đối đầu với các thiên kiêu đỉnh tiêm của cổ vực thì tứ linh quy nguyên văn đã khó có thể đem lại cho hắn ưu thế nghiền ép đối thủ như lúc trước nữa bởi vì dù hắn có linh văn nhưng các thiên kiêu đỉnh tiêm của các vực khác cũng có xem ra ta không thể tiếp tục coi thường các thiên tiêu đỉnh tiêm của các vực rồi chu nguyên cảm thán trong lòng đương nhiên đối tượng được nhắc tới không bao gồm tên triệu vân tiêu này mà là mấy người võ giao kia cơ trong lúc chu nguyên còn đang cảnh tỉnh chính mình thì đột nhiên ở sau lưng cũng có nguyên khí ngập trời bộc phát hắn nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy liễu thanh thục đang lơ lửng trên không nguyên khí bằng bạc cường đại bắt đầu bạo phát ra nội tình nguyên khí tự thân của cô ả này còn cao hơn triệu vân tiêu một chút đạt tới 35 triệu viên nếu võ thần vực đã thể hiện ra bí pháp của mình vậy mời tổng các chủ chu nguyên cũng đánh giá một chút bí pháp của vạn tổ vực ta đi chỉ thấy hai tay liễu thanh thục khép lại lập tức có tiếng lòng ngâm vang vọng khắp đất trời tiếp sau đó từng vòng từng vòng ánh sáng xuất hiện ở quanh thân cô ta tổng cộng có bốn vòng trên mỗi vòng sáng có long ảnh cuốn quýt tỏa ra uy áp kinh người theo đó, cường độ nguyên khí của Liễu Thanh Thục cũng tăng vọt lên thêm 12 triệu, tổng cộng 47 triệu viên tinh thể nguyên khí. Đây là bí pháp của vạn tổ vực ta, gọi là lục long hoàn, chỉ tiếc thiên phú của ta không được tốt, chỉ ngưng tụ ra được tứ hoàn. Liễu Thanh Thục cười khẽ một tiếng, nói, Chu Nguyên liếc mắt nhìn, thực lực của cô ả à, Liễu Thanh Thục này cũng mạnh hơn một chút so với các đối thủ trước đây. Đây thật là một việc khiến cho người ta phải buồn bực, bởi vì thế này thì cũng có nghĩa là tất cả các thiên kiêu của tám vực khác đều có đòn tuyệt chiêu ẩn giấu của mình thế mà thiên uyên vực bên này thì là thật yếu nếu không phải có hắn tham gia lần đại hội cử vực này thì chỉ sợ đội ngũ thiên uyên vực đã bị đánh cho tơi tả rồi sư phụ ơi là sư phụ nếu ngài còn cứ mất tích tiếp thế này thì thiên uyên vực sẽ càng ngày càng nguy cấp mất thôi chu nguyên thầm than trong lòng bây giờ thiên uyên vực chẳng khác nào một miếng bánh thơm phức vô chủ ai cũng muốn cắn mất một miếng hơn nữa tình huống của thiên uyên vực tệ hại một cách nhanh chóng thế này thì ắt là phải có một bàn tay cực kỳ cường đại nào đó đang núp trong bóng tối đã dở trò mà căn cứ vào thái độ của vạn tổ vực trước đó với hắn thì khả năng cao bàn tay đó chính là của vạn tổ đại tôn của vạn tổ vực mà nghĩ tới mấy chuyện này trông chu nguyên có vẻ có chút mất tập trung liễu thanh thục thấy vậy ánh mắt lóe lên ngón tay đột nhiên búng một cái oanh mặt đất dưới chân chu nguyên bỗng nhiên vỡ vụn vô số nguyên khí mỏng như tấm lựa lao ra tựa như từng con mãng xà quấn quanh thân thể chu nguyên tổng các chủ chu nguyên trong chiến đấu mà lại phân tâm thì cũng không phải là thói quen tốt đâu liễu thanh thục cười nói oanh cũng vào lúc này triệu phân tiêu cũng thét dài một tiếng nguyên khí bảng bạc phun trào sau lưng tỏa ra uy áp đáng sợ thân hình hắn lóe lên một cái trong nháy mắt đã xuất hiện ở sau lưng chu nguyên triệu phân tiêu đấm ra một quyền hư không chấn động bị đánh nổ vang lên từng tiếng ầm ầm chu nguyên lần trước ra một quyền không thể đấm chết ngươi lần này ta đến bổ sung đòn còn thiếu đây triệu phân tiêu cười to như sấm thừa dịp trung nguyên đang bị trói buộc đánh mạnh một quyền vào trên lưng chu nguyên Liệu thanh thục đứng ngoài nhìn cảnh này vẻ khinh miệt trong mắt càng nồng hơn. Cái gì mà tổng các chủ thiên uyên vực chứ, mới ra tay đã bị trúng chiêu, đúng là ngu xuẩn. Cũng không hiểu cô ả à tô ấu phi kia mắt mù tới mức nào mà lại có thể coi trọng một kẻ phế vật như vậy, đúng là bôi nhọ thân phận. Âm, uhm, nguyên khí bằng bạc nổ tung sau lưng Chu Nguyên. Thế nhưng, ngay trong nháy mắt đó, sắc mặt Triệu Vân Tiêu lại đột nhiên biến đổi bởi vì trong khoảnh khắc khi quyền của hắn sắp sửa chạm tới lưng Chu Nguyên, thì hắn lại thấy thân thể Chu Nguyên lại tự động hóa lỏng, đen như bóng ma chảy xuôi xuống dưới nguy rồi trực giác triệu vân tiêu vang lên tiếng chuông cảnh báo nhưng hắn còn chưa kịp đối ứng thì bóng ma kia đã trực tiếp lướt qua đến sau lưng hắn đổi lại là võ rau hay triệu mục thần ở chỗ này thì có lẽ ta còn phải cẩn thận một chút nhưng hai người các ngươi thì là cái thá gì chu nguyên để cho bọn hắn nhảy nhót nãy giờ cũng chỉ vì muốn nhìn bí pháp của vạn tổ vực cùng võ thần vực là thế nào mà thôi ánh mắt chu nguyên hờ hững trong nháy mắt tiếp theo 38 triệu viên tinh thể nguyên khí bộc phát tứ linh quy nguyên văn khởi động tứ linh quy nguyên đầu mở ra số lượng nguyên khí trong cơ thể Chu Nguyên lúc này đã tăng lên tới 58 triệu, huyền thánh thể, thân thể Chu Nguyên bộc phát ra ánh ngọc sáng chói, hình thái thanh giao, trên da thịt Chu Nguyên dần hiện lên từng lớp vảy dọc màu xanh, khi thế trên người Chu Nguyên điên cuồng tăng lên, đạt tới một mức độ cực kỳ kinh người, ánh mắt hắn mang theo vẻ hững hờ, vũ ra một trường, một trường ấy mang theo nguyên khí cuồn cuộn phun trào, trực tiếp đánh nổ hư không, tựa như một con sóng lớn vạn trượng, quét ngang về phía Triệu Vân Tiêu lực lượng kinh khủng ập tới từ sau lưng khiến cho triệu vân tiêu sợ hãi tột độ lúc này hắn mới hiểu bản thân chỉ căn cứ vào những thông tin lúc trước và đã coi thường chu nguyên tới mức độ nào trong cơ thể hắn nguyên khí điên cuồng trào lên hắn gầm lên một tiếng võ thần giáp nguyên khí nhanh chóng ngưng tụ quanh thân triệu vân tiêu hình thành một bộ chiến giáp cực kỳ có tính công kích bộ chiến giáp này có bản chất khác biệt với ngân ảnh đây là do một loại nguyên thuật sử dụng chất môi giới là nguyên khí để biến thành đây cũng là chiêu phòng ngự mạnh mẽ nhất mà triệu vân tiêu đủ khả năng thực hiện hắn hiểu chỉ cần mình có thể ngăn cản chu nguyên một chớp mắt thôi thì liễu thanh thục cũng sẽ phản ứng kịp đồng thời xuất thủ cứu hắn thế là trong khoảng khắc kỳ bộ chiến giáp nguyên khí kia thành hình thì một trưởng của chu nguyên cũng vừa lúc vỗ mạnh xuống keng một tiếng vang như kim loại va chạm vang lên bằng mắt trần cũng có thể thấy được từng làn sóng xung kích cuồng bạo lan tràn ra cả to núi đồi đều chịu ảnh hưởng sụp đổ trong nháy mắt khói bụi ngập tràn răng rắc mà bộ giáp mà triệu vân tiêu gửi gắm hy vọng cũng không thể cứu được hắn chỉ thấy trên bề mặt chiến giáp nhanh chóng xuất hiện những vết rách chẳng chịt cuối cùng ầm vang một tiếng vỡ nát ra phốc phốc lực lượng cuồng bạo tràn vào trong cơ thể tựa như thủy triều triệu vân tiêu hét thả một tiếng miệng phun máu tươi âm thân thể của hắn bị lực phản chấn đánh bay ra ngoài va vỡ từng gò núi nhỏ bàn chân lê trên mặt đất tạo ra từng cái rãnh sâu cuối cùng ầm vang đâm vào trong một mô đất cao bị đất đá vùi lấp khói bụi đầy trời dần dần lắng lại ở nơi xa đội ngũ của cả ba bên đều vô cùng rung động nhìn cảnh tượng trước mắt mình này ai cũng không ngờ tới triệu phân tiêu lúc trước làm nền lâu như vậy khí thế mạnh như vậy mà vừa giao chiến đã bị chu nguyên dùng một trường đánh cho không biết sống chết hơn nữa đây còn là dưới tình huống chu nguyên đang bị phây công lấy một địch hai trong nháy mắt yên tĩnh ấy chu nguyên thở dài một hơi ánh mắt đạm mạc nhìn về đống đất đá ở nơi xa nói nhỏ bây giờ coi như là ta đã trả lại một trường đánh lén kia của ngươi từ nay coi như không ai nợ ai đương nhiên với điều kiện là ngươi có thể còn sống sót cái đã trên đại địa bụi mù vẫn còn tràn ngập mà ánh mắt của mọi người vẫn còn mang theo vẻ khiếp sợ nhìn chằm chặp vào vết rách kéo dài trên mặt đất chỉ mấy giây trước đó thôi triệu phân tiêu vẫn còn hùng hùng hổ hổ khi thấy sắc bén nhưng nào ai có thể ngờ tới chỉ vài giây sau thì hắn đã bị chu nguyên đánh cho một trường không biết sống chết không ngờ vị tổng các chủ chu nguyên này lại mạnh đến như thế giữa không trung liễu thanh thục nhìn thấy cảnh này gương mặt xinh đẹp không nhịn được biến đổi mặc dù thực lực của cô ta là mạnh hơn một chút so với triệu vân tiêu, thế nhưng cũng chỉ mạnh có hạn mà thôi. mà nếu trung nguyên đã có thể dùng một quyền đánh bay triệu vân tiêu, thì nếu đổi lại là cô ta e rằng cũng phải nhận kết cục tương tự. ánh mắt cô ta biến ảo, bỗng nhiên quát lên: đám người võ thần vực kia còn không mau đánh trả đội ngũ thiên uyên vực, báo thù cho đội trưởng triệu vân tiêu của các ngươi đi. ở cách đó không xa, đội ngũ của võ thần vực cũng có chút dao động. hiển nhiên triệu vân tiêu bị đánh bại nhanh như thế làm cho bọn hàn có chút không biết làm sao mà ngay tại lúc bọn hắn còn đang do dự đội ngũ vạn tổ vực ở phía sau lại đột nhiên ồn ào lên cả đám đều hô hào chém giết sông về phía trước nhìn qua thì có vẻ đám người này đang xông lên đánh với đội ngũ thiên uyên vực nhưng vô tình lại bức bách đội ngũ võ thần vực ở đằng trước cũng phải xông lên theo đội ngũ võ thần vực cũng bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể nâng cao tinh thần bộc phát lửa giận nguyên khí phun trào bắt đầu phát động thế công tới đội ngũ thiên uyên vực Chu Nguyên đang đứng ở chỗ cao cũng thấy cảnh này, cũng thấy đám người võ thần vực vốn không muốn xông lên lại bị bức phải lao lên phía trước. Kể từ đó, chính đội ngũ võ thần vực mới là nhóm người phải đứng mũi chịu sào, hứng chịu trực tiếp sự phản công đến từ Thiên Nguyên vực. Cô ả Liễu Thanh Thục này đúng là tâm ngoan thủ lạt. Chu Nguyên nhìn thoáng qua Liễu Thanh Thục, đừng nhìn cô gái này có vẻ ngoài kiều mỹ xinh đẹp, nhưng kỳ thực lòng dạ độc ác như rán rết. Lúc này, nhìn hai đội ngũ đang lao tới kia, gương mặt xinh đẹp của Y Thu Thủy cũng trở nên nghiêm nghị, quát khẽ lên, "Công kích!" Thế là trong nháy mắt tiếp theo, đội Ngũ Thiên Nguyên vực vốn đã chuẩn bị từ trước, đồng thời bộc phát nguyên khí, thế công bằng bạc tràn về phía hai đội ngũ đang lao tới kia, phanh phanh, ba bên nổ ra chiến tranh, cả vùng dãy núi chịu ảnh hưởng, mặt đất không ngừng sụp đổ, đất đá bụi mù bay khắp nơi, đòn tấn công toàn lực của đội Ngũ Thiên Nguyên vực khiến cho hai đội Ngũ Phạn, Tổ vực và Võ Thần vực không kịp trở tay, hậu quả là phải gánh chịu tổn thất không nhỏ, không ít người bị đánh nát ấn ký trên thân, không gian xung quanh lập tức nhúc nhích hóa thành vòng xoáy cuốn thân thể bọn hắn vào bên trong những người này bị trực tiếp loại khỏi cuộc thi đám người vạn tổ vực và võ thần vực bị áp chế tới mức không ngóc đầu lên được ánh mắt của bọn hắn nhìn mấy người thiên uyên vực như nhìn những tên điên không ai ngờ tới mấy người thiên uyên vực này lại chẳng tiết kiệm một chút nguyên khí nào chiêu nào chiêu nấy đều bộc phát toàn lực nếu mấy người này cứ tiêu hao như thế này về sau nếu muốn khôi phục thì cần biết bao thời gian bọn hắn không còn muốn tranh đoạt linh cơ nữa à liệu thanh thục cũng khó có thể tưởng tượng nổi vì sao đội ngũ thiên uyên vực lại làm như vậy cô ta cười lạnh nhìn chu nguyên nói tổng các chủ chu nguyên tầm nhìn của ngươi đúng là hạn hẹp chỉ vì một tòa tiểu không gian này mà ngươi chấp nhận để cho đội ngũ phải tiêu hao nhiều nguyên khí ở nơi đây chẳng lẽ trong thời gian dài tới đây đội ngũ của ngươi không muốn đi đâu nữa à bởi vì hoàn cảnh ác liệt của vẫn lạc trị uyên thế nên việc tiến hành khôi phục nguyên khí là rất khó khăn và chậm chạp thế nên mỗi đội ngũ đều sử dụng rất tiết kiệm nguyên khí của mình còn hành động như chu nguyên vừa đánh đã dốc hết toàn lực thì chắc chỉ có số rất ít ánh mắt chu nguyên mang vẻ bình thản lời nhác phải giải thích với nữ nhân này thân hình hắn hơi động đã hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở sau lưng liễu thanh thục liễu thanh thục thay thế gương mặt xinh đẹp biến đổi vội vàng lùi lại sau khi chứng kiến sức mạnh thực sự của chu nguyên đương nhiên là cô ta không còn dám liều mạng cùng chu nguyên nữa vừa lui lại cánh tay cô ta vừa ra hiệu chỉ thấy trong đội ngũ vạn tổ vực lập tức bay ra mười mấy người những người này đều có tu vi thần phủ cảnh hậu kỳ cũng đều là những cường giả tinh nhuệ của vạn tổ vực mười mấy người này bay thẳng tới chỗ chu nguyên hiển nhiên là dự định trợ giúp liễu thanh thục mà ở nơi xa y thu thủy thấy cảnh này lập tức chỉ huy đội ngũ bộc phát ra lực công kích càng mạnh khiến cho đội ngũ phạn tổ vực cùng võ thần vực bị đánh cho thùng trăm hàn lỗ ầm um, ầm um. một lát sau mười mấy người thân phủ cảnh hậu kỳ tinh nhuệ đã trực tiếp bộc phát nguyên khí mang theo lực lượng đáng sợ đánh thẳng về phía chu nguyên chu nguyên nắm bàn tay một cái kiếm hoàn lập tức bay ra kiếm hoàn hóa thành mười mấy luồng kiếm quang bàng bạc lao ra trực tiếp chém tan thế công của mười mấy người kia ánh mắt chu nguyên lạnh nhạt thân ảnh hơi rung đã hóa thành bóng ma biến mất cẩn thận liễu thanh thục thấy thế vội vàng quát lên lúc nãy bị chu nguyên tấn công bởi vì bản thân cũng tinh thông nguyên thuật loại thân pháp thế nên liễu thanh thục mới có thể tránh thoát nhưng mười mấy người này lại không có được tốc độ như vậy chỉ là tiếng kêu cảnh báo của cô ta còn chưa dứt thân hình chu nguyên đã xuất hiện ở phía sau lưng một tên thần phủ cảnh hậu kỳ của vạn tổ vực kiếm hoàn trong tài bọc phát ra hào quang sáng chói tựa như sao chổi rơi trực tiếp chạm vào trên thân thể tên cường giả vạn tổ vực kia tên cường giả vạn tổ vực kia bị chém trúng kêu lên từng tiếng kêu thảm thiết thân thể ngã nhào xuống dưới ấn ký trên thân thể cũng bị tác động nổ tung không gian xoay chuyển trực tiếp nuốt thân thể hắn vào bên trong chu nguyên dùng một kích thành công thân ảnh nhanh chóng hóa thành bóng ma biến mất thế là giữa không trung đội hình mười mấy tên cường giả pháp vực tinh nhuệ của vạn tổ vực lập tức rối loạn cả lên bởi vì cứ mỗi khi thân ảnh chu nguyên nhấp nhó một cái thì cùng lúc cũng sẽ có một người bị chém thoát ra ngoài không gian, tổn thất thảm trọng. Liệu Thanh Thục cũng tức giận tới xanh cả mặt, nhưng lại không làm gì được Chu Nguyên, nhất thời tiến thôi lưỡng nan, trong lòng có chút hối hận vì trêu chọc phải cường địch, độ khó để giải quyết Chu Nguyên vượt xa so với những gì mà cô ta đoán trước, lại liếc mắt nhìn trận chiến giữa ba đội ngũ, sắc mặt Liễu Thanh Thục lại càng khó coi hơn, bởi vì mặc dù thực lực tổng hợp của Vạn Tổ vực cùng Võ Thần vực đều mạnh hơn Thiên Yên vực, nhưng dù sao cô ta cùng Triệu Vân Tiêu cũng không phải là nhân vật số một của hai vực, thế nên đội ngũ mà hai người dẫn theo đều không phải là đội ngũ chủ lực tinh nhuệ mà trung nguyên lại chính là nhân vật đứng đầu bên thiên yên vực thế nên chất lượng của đội ngũ của hắn còn mạnh hơn một chút so với bên này bây giờ bọn hắn lại còn không hề kiêm nề gì mà dùng hết toàn bộ nguyên khí thế nên dù trong tình huống lấy một địch hai thì vẫn có thể áp chế hai đội ngũ địch đến liên tục bại lui nhưng cũng may là vì đội ngũ võ thần vực ở phía trước nhất thế nên đa số người bị đào thải đều là người của vực này còn phía bên cô ta vì đứng ở đằng sau nên tổn thất khá ít chỉ là nếu cứ để tình trạng này kéo dài như vậy nữa thì sớm muộn gì đội ngũ của cô ta cũng tan tác hết đôi mắt liễu thanh thuộc lấp lóe bỗng nhiên mở miệng nói tổng các chủ chu nguyên việc gì mà phải hùng hùng hồ hồ thế nếu ngài cảm thấy không hài lòng với cách phân chia cũ thì chúng ta có thể thương lượng một lần nữa mà thôi thì thế này trong chín khu vực có linh cơ thịnh vượng thì thiên uyên vực chiếm năm chỗ thế nào thân hình chu nguyên lóe lên đã xuất hiện giữa không trung lúc này mười mấy cường giả pháp vực ban đầu đã chỉ còn lại còn vài người ánh mắt ai nấy đều mang theo vẻ kiêng kỵ cùng sợ hãi nhìn chu nguyên thế võ thần vực thì sao chu nguyên tựa như cười mà không phải cười nói liệu thanh thục mỉm cười nói triệu phân tiêu đã bị ngài đánh bại đội ngũ võ thần vực cũng đã phải gánh chịu tổn thất nặng nề bọn hắn không có tư cách chia cắt linh cơ cùng với chúng ta chu nguyên nghe vậy hơi nhíu mày nữ nhân này quả là âm hiểm thấy võ thần vực đã không còn tác dụng liền trở mặt phản bội mấy người võ thần vực nghe liệu thanh thục nói vậy cũng hơi sững sờ sau đó nhao nhao quát mắng cuối cùng hốt hoảng chạy trốn đội ngũ thiên biên vực thay thế cũng tạm dừng công kích chờ đợi mệnh lệnh của chu nguyên chu nguyên thấy vậy thản nhiên nói nếu như ngay từ đầu mà ngươi có thể có ý nghĩ như vậy thì có phải là tốt hơn không liễu thanh thục vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại cười nhạo một tiếng nếu như không phải thấy quá khó để giải quyết chu nguyên thì cô ta còn lâu mới cư xử nhẹ nhàng như bây giờ tổng các chủ chu nguyên tuy rằng bây giờ ngài đang chiếm ưu thế nhưng hẳn là ngài cũng nên cân nhắc đến vấn đề về sau chứ nên nhớ thực lực của đội ngũ này của ta còn chẳng được tính là một trong năm đội ngũ mạnh nhất của vạn tổ vực đâu liễu thanh thục nói nếu như bây giờ ngài chịu nhường một bước thì chắc chắn sẽ nhận lại được sự thân thiện của vạn tổ vực chúng ta chu nguyên vẫn cứ lạnh nhạt nhìn chằm chằm liễu thanh thục nói khả năng mượn gió bẻ măng này của cô không kém đâu liễu thanh thục thấy chu nguyên không nể mặt mũi như vậy trong lòng tức giận thầm nghĩ ngươi cứ việc đắc ý đi về sau sẽ có lúc ngươi phải quỳ xuống xin lỗi chu nguyên lắc đầu nhìn qua thì cô ả này có vẻ xinh đẹp hiền dịu nhưng thực tế tâm cơ lại độc ác vô cùng cô ta chịu thua chỉ là vì tình thế không ổn mà thôi về phần cái gì mà thân thiện hữu nghị đến từ vạn tổ vực đúng là trò cười nếu có thì chỉ sợ là sự căm thù đi nếu để cho cô ả liễu thanh thục này có cơ hội thì chắc chắn cô ta sẽ không do dự trả thù lại thậm chí trả thù còn tàn ác hơn chu nguyên nhìn thoáng qua đội ngũ còn khá hoàn hảo của vạn tổ vực mặc dù trong lòng cũng muốn tiêu diệt đội ngũ này nhưng nếu thực làm như vậy thì phía bên mình cũng sẽ phải gánh chịu một chút tổn thất không đáng thế nên sau khi trầm ngâm một lúc chu nguyên nhìn thẳng liễu thanh thục nói lúc trước ta đã nói rồi trong tòa tiểu không gian này các ngươi đừng hòng đạt được bất cứ một thứ gì tất cả chín khu vực có linh cờ này thiên uyên vực ta muốn tất nếu cô còn biết điều thì mau mang người rời đi bằng không chỉ sợ là trong lần đại hội cửu vực này thì đội ngũ của cô liền dừng bước ở đây đi nhìn thấy chu nguyên vẫn không chịu thỏa hiệp liễu thanh thục hận đến mức cắn chặt răng cô ta nhìn chằm chằm chu nguyên nói tổng các chủ chu nguyên muốn tuyệt tình đến mức này sao chu nguyên vẫn bình tĩnh không thèm để ý chỉ nói sau mười hơi nữa thiên uyên vực ta sẽ phát động công kích liễu thanh thục tức giận nắm chặt nắm đấm chu nguyên quá khó chơi khiến cho cô ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ thời gian chớp mắt qua nhanh trên thân thể chu nguyên bắt đầu nổi lên nguyên khí bảng bạc ngay khi mười hơi gần kết thúc liễu thanh thục cũng phải làm ra quyết định cô ta cắn răng nhìn chằm chằm chu nguyên nói tổng các chủ chu nguyên đại hội cửu vực mới chỉ bắt đầu mà thôi, hy vọng ngươi vẫn còn có thể hoành hoang như vậy. Đi, cô ta quát nhẹ một tiếng, sau đó dẫn theo đám người vạn tổ vực, vẫn còn rất không cam lòng, rời đi. Đám người thiên uyên vực thấy vậy, lập tức bộc phát lên những tiếng hoan hô vang dội. Bọn họ đánh bại được đội ngũ của vạn tổ vực cùng võ thần vực, đúng là nở mày nở mặt. Ngược lại, Chu Nguyên lại rất bình thản, trong lòng suy nghĩ, liễu thanh thục phẫn nộ như thế, xem ra ân oán giữa hai bên càng ngày càng sâu rồi, nhưng dù thế vẫn không sao, dù sao gì thì gì cuối cùng hai bên cũng phải có một trận đấu chu nguyên lắc đầu nhìn về phía đám người còn đang gieo hò vung tay lên cứ thu hoạch thành quả thắng lợi của nơi này rồi hãng tính tiếp anh nguyên khí bằng bạc hùng hồn xé rách chân trời ẩn hiện trong nguyên khí là một cây bút màu đen cây bút chấn động phát ra âm thanh vù vù kinh thiên động địa khiến cho hư không rung động bút đen mang theo áp lực cường đại giáng xuống từ trên trời cuối cùng đánh mạnh vào trên một bóng người hơi có vẻ hư ảo ầm um, ầm um làn sóng xung kích to lớn lan tràn ra bốn phương tám hướng mặt đất vỡ nát vết rách kéo dài ra khắp nơi chằng chịt như mạng nhện lúc này cái bóng đang tỏa ra ba động nguyên khí cường đại kia cũng phát ra những tiếng kêu thê lương thân thể nổi lên gợn sóng cuối cùng ầm vang nổ tung một bóng ma ngay lập tức xuất hiện ở sau lưng nó tự như quỷ mị bàn tay bóng ma xuyên thủng lồng ngực của hư ảnh cầm ra một viên quang châu bóng ma hiện ra thân hình chính là chu nguyên hắn tung tung viên vẫn lạc nguyên châu trong tay trong mắt lộ ra vẻ hài lòng Trải qua thời gian một ngày ròng rã, đội ngũ của Chu Nguyên đã càn quét hết thảy vẫn lạc yêu ảnh có trong tòa tiểu không gian này, mà viên vẫn lạc nguyên châu này cũng là viên thứ 9 mà hắn thu hoạch được. Chu Nguyên búng tay một cái, có thêm tám viên vẫn lạc nguyên châu bay ra, chín viên hội tụ cùng một chỗ, cùng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nếu có thể luyện hóa hoàn toàn chín viên vẫn lạc nguyên châu này thì hắn có thể khiến cho tầng màng ngăn tầng thứ 9 của thần phủ tan rã khá nhiều. Vút, vút, lúc này, có mấy trăm bóng người bay từ xa mà tới, rơi xuống xung quanh chính là các thành viên của thiên uyên vực lúc trước bọn họ phụ trách quê bắt xua đuổi vẫn lạc tiêu ảnh đến chỗ chu nguyên để hắn giải quyết y thu thủy bay xuống bên cạnh chu nguyên nhìn thoáng qua những viên vẫn lạc nguyên châu này cười nói đây chính là khu vực thinh vượng linh cơ cuối cùng trong tòa tiểu không gian này chu nguyên gật đầu nói ra lệnh cho mọi người thu thập linh cơ đi y thu thủy gật đầu sau đó phát mệnh lệnh cho mọi người chỉ là nếu để ý kỹ có thể thấy trên khuôn mặt của nàng hiện lên vẻ lo âu sao vậy chu nguyên hỏi y thu thủy cười khổ nói Trước đó, vì chiến đấu với hai đội ngũ của vạn tổ vực cùng võ thần vực, các thành viên của chúng ta đã phải tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Nếu như cứ giữ trạng thái này mà đi sang tòa tiểu không gian khác, thì chỉ sợ là chúng ta sẽ không đủ sức để chống lại các đội ngũ mạnh mẽ khác. Thế nhưng nếu để cho mọi người ở lại khôi phục nguyên khí, thì tối thiểu cần thời gian 3 ngày liền. Bây giờ mọi đội ngũ đều đang tận dụng thời gian từng giây từng phút để tranh đoạt linh cơ. Nếu đội ngũ Chu Nguyên lại nghỉ ngơi 3 ngày không đi tới tiểu không gian khác thì không thể nghi ngờ là sẽ tổn thất rất nhiều. Chu Nguyên nghe vậy, chỉ cười cười, vẻ mặt ung dung không vội. Y Thu Thủy thấy vậy, không khỏi hiếu kỳ, nói, chẳng lẽ huynh đã có biện pháp ứng phó rồi sao? Chu Nguyên nghe vậy, nắm tay một cái, chỉ thấy một chiếc ngọc bài xuất hiện trong tay, trên ngọc bài được khắc rất nhiều vết tích nguyên văn. Hơn nữa nếu nhìn kỹ thì có thể thấy ở chỗ sâu trong ngọc bài có một dòng nguyên khí màu vàng xanh đang vận chuyển. Chu Nguyên đưa chiếc ngọc bài này cho Y Thu Thủy, nói, mỗi thử hút nguyên khí thiên địa vào trong ngọc bài này, sau đó lại hấp thu nguyên khí từ trong ngọc bài ra xem thế nào y thu thủy nghe vậy không khỏi hơi nghi hoặc nhưng vẫn dựa theo chỉ dẫn của chu nguyên dù ngọc bài hút nguyên khí thiên địa chỉ thấy ngọc bài hấp thu nguyên khí bắt đầu tỏa ra hào quang những nguyên văn được khắc họa bên trên cũng trở nên sáng hơn đặc biệt là một sợi nguyên khí màu vàng xanh bên trong còn phát ra tiếng ngâm dài như của giao long y thu thủy nắm chặt ngọc bài lại hấp thu nguyên khí trong ngọc bài vào cơ thể một lát sau chỉ thấy đôi mắt đẹp của nàng mở ra to tròn nhìn sang chu nguyên bởi vì nàng phát hiện luồng nguyên khí thiên địa vừa nãy trải qua trung gia là ngọc bài khi tiến vào trong cơ thể nàng lại có thể nhanh chóng được hấp thu vào thần phủ tại sao có thể như vậy y thu thủy khó có thể tin nói phải biết nguyên khí thiên địa trong vẫn lạc tri nguyên cực kỳ cuồng bạo bởi vậy nếu muốn luyện hóa hấp thu thì cần tốn công tốn sức hơn nhiều thế mà luồng nguyên khí lúc trước mà nàng hấp thu lại không hề có tính chất cuồng bạo kia chu nguyên cười, cười cười nói xem ra là có hiệu quả rồi y thu thủy nhìn chiếc ngọc bài trong tay nói là bởi vì cái này sao chu nguyên gật gật đầu nói đây là thứ do ta sáng tạo ra gọi là tinh hóa ngọc bài có thể tịnh hóa tẩy đi tính chất cuồng bạo của nguyên khí ở nơi này có thứ này trợ giúp thì tốc độ khôi phục nguyên khí của mọi người có thể đạt tới 8 phần mười so với lúc ở bên ngoài thật ra tịnh hóa ngọc bài cũng không phức tạp chỉ là đồ vật hạch tâm của nó cực kỳ đặc thù chính là một sợi chấn thế thiên giao khí của chu nguyên mà thôi bởi vì chu nguyên cũng là dựa vào tổ long kinh mới có thể tiêu giảm tính chất cuồng bạo của nguyên khí ở nơi đây thế nên mới nảy ra ý tưởng dùng nó để chế tạo ra tịnh hóa ngọc bài này chu nguyên Huynh quá lợi hại, trên gương mặt xinh đẹp của Y Thu thủy hiện lên vẻ vui mừng. Đối với đội Ngũ Thiên Yên vực mà nói thì vật này quả là bảo bối, một khi có chiếc Tịnh Hóa ngọc bài này, bọn họ liền không còn phải tiết kiệm nguyên khí nữa, thế nên một khi gặp phải các đội ngũ khác thì không thể nghi ngờ là sẽ chiếm giữ rất nhiều ưu thế. Chu Nguyên cười cười nói, chỉ là chiếc Tịnh Hóa ngọc bài này cũng có khuyết điểm, đó là nó không thể tồn tại lâu dài được, cùng lắm thì chỉ có thể sử dụng trong 3 ngày mà thôi, thế nên sau 3 ngày nó sẽ mất đi hiệu lực cần đưa lại cho ta sửa đổi một lần mới có thể tiếp tục sử dụng thật ra nguyên nhân thật sự là vì sợi thiên giao khí bên trong ngọc bài chỉ có thể tồn tại trong thời gian ba ngày mà thôi nhưng chu nguyên cũng không cần giải thích quá rõ ràng làm gì đó chỉ là vấn đề nhỏ y thu thủy lắc đầu thời gian ba ngày là đã đủ để mọi người sử dụng rồi còn chưa kể tới việc bọn họ còn có thể đưa cho chu nguyên nếu mất hiệu lực thì để hắn luyện chế lại một chút là được thế là chu nguyên vung tay áo lên liền thấy mấy trăm miếng ngọc bài bay ra vây quanh y thu thủy hắn cười nói Bây giờ mời hãy phân phát những miếng ngọc bài này cho mọi người đi, để mọi người thu thập linh cơ xong thì tranh thủ khôi phục nguyên khí. Tiếp sau đây chúng ta còn cần chiến đấu nhiều đấy." Y Thu Thủy vẫy tay một cái, thu hết tất cả ngọc bài vào túi càn khôn ở bên hông, nàng cười tủm tỉm nói, sợ là mấy tên kia mà nghe được tin tốt này thì sẽ vui như điên mất, chỉ vì chuyện này mà bọn hắn đã lo lắng nửa ngày trời rồi đấy. Nói xong, nàng xoay người mà đi, để lại cho Chu Nguyên một bóng lưng xinh đẹp thanh thoát. Chu Nguyên thì tìm một chỗ có tảng đá bằng phẳng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa hấp thu các viên vẫn lạc nguyên châu này mà khi hắn luyện hóa tới viên thứ ba thì đột nhiên có vô số những tiếng hoan hô hò hét vang lên tổng các chủ uy vũ tổng các chủ vô địch chắc hẳn là mọi người đã được phát tịnh hóa ngọc bài và thử sử dụng vui quá mà gieo hò đây chu nguyên cười cười tiếp tục nhắm mắt luyện hóa đợi đến lúc chu nguyên luyện hóa xong vẫn lạc nguyên châu thì thời gian đã qua hơn nửa ngày trời sắc trời bây giờ trở nên u ám tầng mây xoay vần cuồng phong gào thét tàn phá bừa bãi trong cả vùng tiểu không gian Chu Nguyên đứng dậy, quét mắt nhìn một vòng, chỉ thấy lúc này các thành viên thiên uyên vực đã thu thập xong linh cơ, đang ngồi xếp bằng ở xung quanh, trong tay nắm chặt tịnh hóa ngọc bài, hấp thu nguyên khí thiên địa, khôi phục thực lực tự thân. Chu Nguyên lại nhìn sắc trời, trong mắt lộ vẻ suy ngẫm, nghe nói là càng là tiểu không gian ở sâu trong vẫn lạc chi uyên thì độ nguy hiểm lại càng cao, nhưng Chu Nguyên lại không hề sợ hãi, ngược lại có chút chờ mong, bởi vì chỉ có những không gian nguy hiểm cao kia thì mới có khả năng sinh ra tiên thiên linh cơ mà xếp hạng của các đội trong đại hội cửu vực cũng là dựa vào số lượng linh cơ để tính điểm, trong đó điểm số đạt được nếu thu được tiên thiên linh cơ cực kỳ cao, chỉ một sợi tiên thiên linh cơ liền có thể sánh ngang với hơn ngàn sợi linh cơ phổ thông, thế nên mới nói yếu tố quyết định trong trận đấu đại hội cửu vực này chính là nằm ở tiên thiên linh cơ, mà trong lúc Chu Nguyên còn đang trầm ngâm thì các đội viên thiên uyên vực cũng lục tục mở mắt, trong ánh mắt của bọn hắn lấp lóe tinh quang, đó là dấu hiệu khi nguyên khí trong cơ thể tràn đầy, bọn hắn đứng dậy, đồng loạt cung kính hành lễ với Chu Nguyên một cái chu nguyên gật gật đầu cũng không nói thêm gì thấy mọi người đã tu luyện xong liền vung tay lên khởi hành tiến về tòa tiểu không gian tiếp theo nói đoạn hắn đã dẫn đầu bay về phía khai hở không gian mà trước đó đã tìm thấy mấy trăm người cũng lướt không theo sau khi tầm mắt chu nguyên lại thấy được ánh sáng thì hiện ra trước mắt hắn là một mảnh đất trời xanh ngát tốt tươi sinh cơ bừng bừng tràn ngập khắp nơi từng cây cổ thụ rậm rạp đứng sừng sững trong rừng còn thỉnh thoảng truyền tới tiếng thú gào chu nguyên nhìn qua chung quanh sắc mặt lại dần trở nên ngưng trọng bởi vì mức độ nguyên khí trong tòa tiểu không gian này còn nồng đậm hơn gấp mấy lần so với các tòa tiểu không gian trước mà hắn từng đến hơn nữa hắn còn có thể cảm ứng được một cảm giác huyền diệu truyền tới từ trong nguyên khí thiên địa nơi đây đó là một loại khí tức kỳ diệu khiến cho thần phủ hắn du lên nhẹ nhẹ đó là tiên thiên linh cơ trong mắt chú nguyên bộc phát ra tinh quang sáng chói rốt cục cũng gặp ngươi rồi tiên thiên linh cơ video tập 178 bộ truyện nguyên tôn kết thúc ở đây nhé tập tiếp theo ở bên dưới nội dung trong danh sách phát đăng ký Kênh để nhận thông báo video mới nhất từ kỳ quy truyện